Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Liên Xô là quốc gia đồng minh đáng tin cậy, từng hết mình viện trợ lực lượng lớn vũ khí, đạn dược và tiền bạc cho chúng ta đánh Mỹ. Việt Nam thiếu thốn cái gì, chỉ cần lên tiếng là Liên Xô sẽ ủng hộ ngay lập tức. Thế mà có một lần Liên Xô nhất mực ngăn cản một kế hoạch tác chiến của Việt Nam, không cho chúng ta tấn công, đánh chìm tàu sân bay Mỹ, dù kế hoạch này đã được phía ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vậy rốt cuộc tại sao Liên Xô lại ngăn cản Việt Nam đánh tàu sân bay Mỹ? Có phải là vì họ sợ Hoa Kỳ khi bị đụng chạm lòng tự ái sẽ dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt Việt Nam? Hay là còn một lý do đặc biệt nào khác? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Theo đó, thông tin về ý tưởng tấn công tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên được hãng Sputnik của Nga tiết lộ. Theo các tài liệu giải mã, vào mùa hè năm 1967, một trong những tướng lĩnh của Không quân Nhân dân Việt Nam thông báo với người đứng đầu nhóm các chuyên gia quân sự Liên Xô rằng có những phi công Việt Nam đã được đào tạo tại Học viện Quân sự của Liên Xô ở Krasnodar, quyết định trở thành cảm tử quân. Họ dự định đưa khối chất nổ lên máy bay ném bom IL-28 bay thẳng vào tàu sân bay Mỹ, nơi máy bay Mỹ cất cánh đi ném bom Việt Nam, làm nổ tung tàu sân bay Mỹ ngay tại chỗ. Trong chiến tranh Việt Nam thì bên cạnh máy bay của không quân cất cánh từ các sân bay, Mỹ còn huy động máy bay của lực lượng hải quân. Tổng cộng không quân Hoa Kỳ đã bay 5,25 triệu lượt bay trên khắp vùng trời ba nước Đông Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, hải quân Mỹ đã huy động gần 20 tàu sân bay thay nhau làm nhiệm vụ thực hiện các chiến dịch ném bom, phá hoại miền Bắc. Chiến tranh Việt Nam được xem là nơi tập trung nhiều tàu chiến của Mỹ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó 20 tàu sân bay thay nhau làm nhiệm vụ trực chiến. Vào những lúc cao điểm của các chiến dịch leo thang đánh phá miền Bắc, ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ có tới 4 tàu sân bay đẳng cấp của Mỹ thay nhau thực hiện các cuộc không kích với cường độ cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số các tàu sân bay đã tham chiến tại chiến trường Việt Nam có 4 tàu sân bay thực hiện nhiệm vụ lâu nhất, thực hiện nhiều cuộc không kích nhất, đó là các tàu sân bay USS Enterprise, USS Coranci, USS Oriskany, USS Midway. Đây đều là những tàu sân bay hiện đại nhất thời đó, nhất là tàu sân bay USS Enterprise. Đến nay, ngoại trừ tàu sân bay lớp Nimitz, không có tàu sân bay nào trên thế giới có thể so sánh được với tàu sân bay USS Enterprise. Khi nghe xong ý tưởng tấn công tàu sân bay của bộ đội ta, các chuyên gia Liên Xô đã thất kinh bạt vía, cuống cuồng thuyết phục vị tướng Việt Nam không rõ danh tính rằng tàu sân bay Mỹ sẽ không cho phép máy bay IL-28 áp sát. Máy bay sẽ bắn tan ngay trước khi bay qua miền Duyên Hải. Thế nhưng vị tướng này vẫn giữ nguyên ý kiến. Chuyên gia Liên Xô đã phải nhanh chóng liên hệ với Bộ Tổng tham mưu ở Moscow và nhận được thông tin kỹ thuật chi tiết về khả năng chiến đấu của tàu sân bay Mỹ. Thông tin này khẳng định rõ ràng rằng ý tưởng tấn công cảm tử của các phi công là hoàn toàn vô vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó Việt Nam đề xuất một ý tưởng mới, đánh chìm tàu khu trục hộ tống tàu sân bay. Ý tưởng thực hiện như sau: lợi dụng đêm tối, hệ thống tên lửa phòng không di chuyển tuyệt mật đến bờ biển sát tàu khu trục và triệt hạ nó bằng những quả tên lửa dùng để diệt máy bay Mỹ. Một lần nữa, đây là ý tưởng không thể thực thi, nhưng việc thuyết phục lãnh đạo Việt Nam lần này không thành. Kết quả thật đáng tiếc, ba đêm máy bay trinh sát của Mỹ đã phát hiện đoàn tên lửa đang di chuyển về phía tàu khu trục Mỹ cách khá xa bờ biển. Đúng lúc rạng sáng, loạt bom Mỹ đã phá hủy hoàn toàn hệ thống tên lửa trong máy bay. Ý tưởng dùng máy bay chứa chất nổ lao thẳng vào tàu sân bay Mỹ thật ra không hề mới. Khi ở Thế chiến thứ hai, người Nhật cũng từng làm như thế, hòng lật ngược thế cờ trong các trận hải chiến tại vùng biển Thái Bình Dương. Vào giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai, ngay cả ở Nhật Bản, ít người tin rằng nước Nhật có thể chiến thắng ngay trong cuộc chiến này. Thay vào đó, họ đang chiến đấu chỉ để vượt qua nỗi sợ phải đầu hàng vô điều kiện trước người Mỹ. Nếu có thể khiến quân đồng minh chịu đủ nhiều tổn thất hơn, người Nhật tin rằng họ có thể đàm phán những điều kiện tốt hơn. Vì thế, ý tưởng về các phi đội máy bay cảm tử Kamikaze, có nghĩa là thần phong, đã ra đời từ giữa năm 1944. Cụm từ này từng được sử dụng vào thế kỷ thứ 13, khi cơn bão Kamikaze đã phá tan đội quân Mông Cổ đang tìm cách xâm lược Nhật Bản. Giống như lực lượng siêu nhân đó, các phi công Nhật Bản được kỳ vọng sẽ cứu người dân khỏi sự hủy diệt. Các đội cảm tử Kamikaze không phải là những người liều chết đơn độc lao máy bay vào kẻ thù. Họ phải đảm bảo rằng mình hành động có mục tiêu và hiệu quả. Phi công Kamikaze lái những chiếc máy bay có gắn quả bom nặng 250 kg ở mũi.
khi lao vào mục tiêu thì sức công phá không chỉ nằm ở va chạm mà còn ở quả bom phát nổ. Nếu đúng vị trí, nó có thể vô hiệu hóa, thậm chí đánh chìm cả tàu sân bay. Tất nhiên những phi công kamikaze sẽ không có cơ hội sống sót. Người ta còn định tháo bỏ cả càng hạ cánh của máy bay kamikaze để phi công không còn phải bận tâm với ý định quay trở về. Trong suốt cuộc chiến, hàng ngàn phi công Nhật đã hy sinh tính mạng hòng làm tổn thương kẻ thù. Nhật Bản chốt ở con số 4.000, trong khi Mỹ ước tính 2.800 phi công kamikaze đã chết. Họ trở thành một trong những lực lượng tấn công lớn nhất của Nhật Bản, ngay cả khi người Mỹ đã học được cách đối phó. Kamikaze là một chương trình hiệu quả lớn của phát xít Nhật. Dù chỉ 14% phi công cảm tử thực sự tấn công trúng mục tiêu, một số ước tính cho thấy họ đã gây ra tới 80% tổn thất của Mỹ trong giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai. Có thể phần nào hiểu được rằng, trong những thời kỳ gian khó nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lính Việt Nam thậm chí không màng quan tâm đến lợi ích của bản thân, sẵn sàng hy sinh để gây thiệt hại cho lực lượng không quân Mỹ, kẻ thủ ác của hàng ngàn vụ ném bom tàn sát dân thường khắp giải đất hình chữ S. Mặc dù lúc đó phải đối đầu với lực lượng quân đội hiện đại nhất thế giới, còn trong tay chúng ta chỉ có vòn vẹn vài chiếc máy bay ném bom IL-28 do Liên Xô viện trợ. IL-28 trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực Klimov VK-1A dùng trên máy bay tiêm kích MiG-17, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 902 km/h, bán kính tác chiến gần 1.000 km, chân bay tối đa hơn 12.000 m. Theo các tài liệu nước ngoài, IL-28 mang tối đa 3 tấn bom trong buồng bom. Nhưng thực tế, theo ông Thân Xuân Hạnh, phi công từng lái IL-28 chia sẻ, việc mang bao nhiêu bom phụ thuộc vào buồng bom và giá bom. Ví dụ như loại bom phá mảnh, ở Pháp 250-270 thì IL-28 mang tối đa 8 quả, tức là hơn 2 tấn, hoặc nó có thể mang một quả bom nguyên tử 3 tấn. Ngoài ra ở đuôi máy bay còn có một ụ pháo 23mm 2 nòng do sĩ quan kiêm vô tuyến điện điều khiển. Ở Liên Xô, máy bay ném bom IL-28 thuộc kiểu chiến thuật, tuy nhiên ở tầm Việt Nam thì nó thuộc hàng chiến lược. Nghĩa là chỉ sử dụng vào thời điểm quan trọng nhất, cam go nhất, phải mang được chiến thắng và có ý nghĩa. Đã ra quân là phải đánh thắng, phi công Thân Xuân Hạnh cho biết thêm. Giữa năm 1965, Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam 8 máy bay ném bom IL-28, gồm cả 3 loại, trinh sát ảnh, ném bom và huấn luyện. Toàn bộ lực lượng phi công, cán bộ kỹ thuật IL-28 được biên chế thành đơn vị T-16, nằm trong trung đoàn tiêm kích 921 sao đỏ. Sau khi ý tưởng tấn công tàu sân bay Mỹ bị bác bỏ, mãi tới ngày 9 tháng 10 năm 1972, máy bay ném bom IL-28 của Không quân Nhân dân Việt Nam mới xuất kích đánh trận đầu, và cũng là trận cuối, vào căn cứ Phỉ Vàng Bao và Cố vấn Mỹ ở Buôn Lọng trên đất Lào. Trận đánh Buôn Lọng là trận đầu tiên và cũng là cuối cùng của máy bay ném bom IL-28. Đây cũng có thể xem là trận đánh có 102 của lực lượng không quân ném bom duy nhất trong lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam. Nếu anh em có hứng thú với trận đánh này, hãy comment ngay ở bên dưới để Hồi ức Thời chiến thực hiện video trong thời gian sắp tới nhé. Và quay trở lại bài toán làm sao để khắc chế lực lượng Hải quân Mỹ. Từ sau cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Mỹ liên tục triển khai tàu chiến dọc theo bờ biển miền Bắc, đêm ngày pháo kích vào bờ gây nhiều thiệt hại cho quân dân ta. Về phía ta, hoạt động chống trả mới chỉ dùng pháo mặt đất nên đối phó với các mục tiêu di động như tàu chiến ở khoảng cách từ 10 đến 15 km, hiệu quả rất hạn chế. Một kế hoạch sử dụng không quân tập kích chiến hạm Mỹ ở Biển Đông đã ra đời vào năm 1972. Lực lượng không quân ta đã tiến hành nhiều công việc chuẩn bị chu đáo và bí mật, sử dụng máy bay MiG-17 để thực hiện kế hoạch. Trung đoàn không quân 923 chuẩn bị một phi đội cường kích đến khu vực Bạch Long Vĩ tập ném bom với sự giúp đỡ của các phi công Cuba, những người có nhiều kinh nghiệm ném bom thiêng liêng ở độ cao cực thấp. Đại tá Lê Hải cho biết, trong hồi ký phi công tiêm kích, Cuba cử trung úy phi công Ennetter và một cán bộ kỹ thuật không quân giúp ta kỹ thuật đánh tàu chiến địch, căn cứ huấn luyện phi đội bay biển tại sân bay Kiến An, phi đội tập ném bom ở quần đảo Long Châu. Anh Lưu Huy Trao, trung đoàn phó, ra đảo nhỏ, chỉ huy trực tiếp việc bay tập trên biển. Sau thời gian huấn luyện, đến tháng 3 năm 1972, trung đoàn 923 đã có 6 phi công thuần thục động tác bay cực thấp, ném bom. Có thể nói những người bạn Cuba không chỉ viện trợ về vật chất, mà cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú không kém anh em ạ. Sân bay Gat được chúng ta chọn làm nơi xuất kích. Đây là một sân bay dã chiến nằm trên làng Gat, tỉnh Quảng Bình. Được ngụy trang rất kỹ lưỡng nên tuy rất gần bờ biển, máy bay địch hàng ngày qua lại mà không phát hiện được.
thời điểm tiến hành trận đánh được chọn vào tháng 4 năm 1972. Ngày 10 tháng 4 năm 1972, các phi công Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Bảy, tức ông 7B, không phải là ông 7A anh em nhé, Lê Xuân Dị cùng với thợ máy trung đoàn 923 mang theo bom loại 250kg và đạn 23mm, 37mm cơ động vào vị trí, sẵn sàng xuất kích. Ngày 19 tháng 4, các tốp tàu chiến địch lại vào gần bờ biển Quảng Bình bắn phá. Vào lúc 15 giờ, một tốp 4 tàu địch tiến vào cách cửa Lý Hòa 15km, một tốp vào Đông Quảng Trạch cách bờ 7km, 3 tàu ở Đông Lý Hòa 18km. Đài radar 403 cũng phát hiện một tốp 4 tàu địch đậu cách cửa Nhật Lệ 16km. Thời tiết tốt, tầm nhìn xa trên 10km, thời cơ đánh địch đã đến. Biên đội Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn 7B được lệnh xuất kích đánh tốp 4 tàu địch ở hướng Nam 15 độ, lúc đó là 16 giờ. Vì sân bay dạ chiến hẹp, không cất cánh được cả biên đội một lúc. Số 1 Lê Xuân Dị lên trước, vượt qua cửa Lý Hòa, nhìn vào bờ thấy những điểm khói, số 1 phán đoán địch đang pháo kích. Nhìn thật kỹ ra ngoài phía xa, phát hiện thấy hai vệt trắng trên làn nước xanh thẳm. Số 1 báo cáo phát hiện địch và xin công kích. Chỉ huy sở tiếp tục thông báo về địch và nhắc biên đội bình tĩnh, chuẩn xác, quyết tâm tiêu diệt địch. Lê Xuân Dị vòng ra biển, chọn hướng công kích tàu địch từ ngoài khơi vào bờ. Anh đổi hướng vào giữa hai thân tàu địch và bay bằng ở độ cao cách mặt nước biển 50m với tốc độ 800 km/h. Nhìn vòng ngắm, quả chám ánh sáng dần dần chuyển động tiến gần đến điểm mớ nước trên thân tàu. Số 1 liền nhanh chóng cắt hai quả bom loại 250kg. Nhìn lại thấy một cột nước vọt lên, số 1 được dẫn về hạ cánh ở sân bay Cát lúc 16 giờ 18 phút. Trong khi đó, số 1 công kích, số 2 Nguyễn Văn 7B làm nhiệm vụ cảnh giới trên không đề phòng tiêm kích của địch. Khi không nhìn thấy số 1, anh liền bay ra hướng biển tìm mục tiêu. Đến Đông Bắc Cửa Dinh vẫn không thấy tàu địch, anh bay thêm vài phút nữa thì phát hiện hai tàu khu trục Mỹ đang pháo kích vào bờ. Được lệnh của sở chỉ huy cho công kích, Nguyễn Văn 7 bay lướt qua tàu khu trục, ép độ nghiêng vòng trở lại. Máy bay được hạ độ cao xuống 50m, tăng lực đạt tốc độ 800 km/h. Mọi việc diễn ra thuận lợi như trong những lần tập luyện. Nguyễn Văn 7 cắt bom khi điểm ngắm chạm mớ nước thân tàu ở khoảng cách 750m, rồi kéo máy bay vượt qua anten của tàu. Hai trái bom mớ nước thì lìa đâm thủng tàu phía gần đuôi. Một cột vừa nước vừa khói màu da cam bao phủ tàu địch cao đến 20m. Trong hồi ký của đại tá Lê Hải có miêu tả, càng về sau, lửa cháy càng to trên tàu khu trục. Nhìn lại, anh thấy tàu địch bốc cháy và một quả tên lửa địch bốc cháy. Một quả tên lửa địch phóng lên, nổ trên cao khoảng 200m tại khu tàu bị cháy. Mấy phút sau, hai chiếc F-4 đến lượn vòng trên khu vực tàu vừa bị đánh. Nguyễn Văn 7 về hạ cánh an toàn sau số 1 gần 2 phút. Trận đánh diễn ra từ khi cất cánh đến khi chiếc số 2 hạ cánh xong chỉ trong 17 phút. Sau trận này, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phải lệnh cho các tàu lùi ra xa, tạm dừng pháo kích một thời gian để tìm cách đối phó với không quân của ta. Theo tài liệu từ phía Mỹ thừa nhận, chiếc MiG-17 của Lê Xuân Dị đã đánh trúng tháp pháo tàu khu trục USS-2B, còn Nguyễn Văn 7B đánh trúng tàu tuần dương USS Oklahoma City. Hai chiếc tàu này chỉ bị hư hỏng mà không bị đánh chìm, song không quân nhân dân Việt Nam đã lập được một chiến tích tuyệt vời. Lần đầu tiên và cũng rất hiếm có trong lịch sử quân sự thế giới, máy bay phản lực MiG-17 ném bom theo phương pháp thi lia, trúng vào mục tiêu di động là tàu chiến. Đáng nói hơn, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, duy nhất không quân nhân dân Việt Nam đánh trúng được tàu chiến của Mỹ. Có thể nói người Mỹ đã đánh thắng rất nhiều cường quốc quân sự như Đức, Nhật Bản, nhưng khi gặp phải Việt Nam thì chúng đã phải chịu thất bại cực kỳ nhục nhã trước một đất nước nhỏ bé và lạc hậu hơn rất nhiều. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: theo anh em, nếu ngày đó Việt Nam đánh chìm được tàu sân bay của Mỹ, thì liệu họ có bị động chạm lòng tự ái mà đem bom hạt nhân ném vào nước ta hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.